Xin chào các bạn. Thì xung quanh Hiếu đây là những mẫu khóa vân tay cao cấp nhất được bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam trong năm nay. Đó là của hãng 5A System đến từ Mỹ. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng mà mình có thể chọn những cái mẫu khóa nó phù hợp với lại từng kiểu cửa, từng chất liệu cửa của nhà mình. Đây là hai dòng khóa chuyên dụng dành cho cửa nhôm và cửa lùa. Đây là FS 5000 và cái này là FS 3000 Plus. Đây là khóa chuyên dụng dành cho kính cường lực 5A G8. Thì khi mình sử dụng khóa này thì mình không cần phải khoan kính. Đây là hai dòng khóa tầm trung TS 2000 và TS 7000. Thì hai cái loại khóa này thì dành cho cửa gỗ, cửa nhựa và cửa nhựa loại thép. TS 7000 Plus là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho các chủ phòng trọ. Vì khi mà mình mở cửa thì mình không cần phải đứng bên cạnh, mình có thể mở cửa từ xa và không cần dùng wifi. Và điều đặc biệt nhất của khóa này đó là cái người mà cho thuê phòng thì họ có thể cung cấp mã code 1 ngày, 1 tháng hoặc 1 năm cho người thuê trọ mà họ không cần phải có mặt ở đó. Và đây là ba dòng khóa cao cấp nhất của 5A System. Đây là SK8000, SK6000 và SK06. Ba cái dòng khóa này vô cùng sang trọng và đẳng cấp luôn. Mình có thể sử dụng 1000 dấu vân tay, 1000 thẻ từ và 1000 mã số. Pin thì sử dụng lên đến 1 năm. Mình có thêm cái chức năng hẹn giờ cho người giúp việc ra vào. Unlock. Và đây là những cái dòng khóa mà mình đã lựa chọn để giới thiệu đến các bạn. Thì những khóa này là vô cùng tiện dụng và phù hợp với tất cả các loại cửa. Thì không có thời gian nhiều nên Hiếu chỉ chia sẻ một vài điểm gọi là đặc biệt quan trọng để biết thêm thông tin và tính năng của sản phẩm. Thì các bạn hãy
click vào link ở đây ngay vào luôn, hoặc là mình truy cập vào website đỉnhcaocaomay.com hoặc lesa.vn để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.